Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay đổi trò, hôm nay hai chú cháu siêng này lấy lưới ra kéo kéo Dũng này, bữa có tép không biết có, mời mọi người cùng xem nha. Xả hết đi Năm, chú lượm này dở qua cái cây mình bác. Đi vòng cái sợi dây nha anh Năm. Là cái điện chứ điện trì sát đất. Có Năm thấy tép nhiều lắm á. Đứng ra chứ lùi xuống thì sao? Đi qua đây luôn. Rạ viên trì xuống, à đúng rồi, rạ viên trì sẽ đi trước. Nắm nắm tay cái gì chì vô nặng quá. Là đã kéo viên chì thôi nè, nắm gì nè Năm. Ừ, đúng rồi. Đã từ từ tới. Xình không? Rửa. Kéo lên bờ ở trên nè. Ừ. Kéo được nhiên. Quá chừng luôn nè. Dở 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 dần chừng cứ để nó đổ ra. Dạ. Nắm gì nè Năm? Nắm gì? Nắm hải diện gì nè. Ừ, đúng rồi. Rồi, vũ lại. Dồn lại đầu chú nè Năm. Người cũng khó xây cả. Quá trình luôn nè. Thấy không? Thấy tép không quá. Dạo ngon nha. Vũ cho rớt dồn lại. Vũ đi nè. Vũ, vũ tết. Ừ, đúng rồi. Ai cần hóc rồi đổ đại vô lửa ha. Có hai người khó xây chạy.
Nè. Giữa này là cả nước tí tép á, không mất cái nào. Thôi, được rồi, bụng bụng lắm. Đấy, hết téo, tất cả ngon rồi. Rồi, tiếp tục. Hai chú cháu này. Được rồi, khó. Có không nào? Tới đâu qua khỏi cái phao gom vô đi. Bên kia cạn quá sợ bùng lúc nãy. À, kéo dừng chì á. Vô cho đi, chị lựa mê luôn á. Chửi luôn á. Chửi luôn á. Tép này dễ, cho nó lò lội lên. Cái lội mình vết. Ừ. Bỏ cho thao nước. À, nhiều quá. Thì cũng nhiều à. Rồi nó xuống dưới cây đây. Sau kia. Lựa ra. Tép nhưng mà bụng đất xuống nhiều rồi. Cũng nhiều quá nè. Mình thấy tép trong rồi. Nè. Mình lấy. Cái cháu xinh xinh ra ra. Đây dễ kiếm loạn không? Thật sự luôn. Rất dễ. Đổi món liên tục. Cá, tép. Nãy chích được tôm nữa. Rô phi hay cá tép này dơ này, chút mình bỏ vô cái thao nước mình tép nó nổi lên hết rồi. Này để đổ, đem vô đổ chứ, đem vô đổ cho mấy chị lựa đi. Tiếp tục kéo ruộng cạn bên đây, nãy kéo Dũng tép nhiều mà cái ngóc nó nhỏ nhiều quá, đem vô lựa rồi. Ừ. Chưa xuống kéo tép nè, kéo cá mà giờ tép kéo tép đi. Đẩy trước vậy nè, nè đẩy vậy nè. Ừ. Chắc chú bé là gì đó, mé chết chú nhảy đó. Thank you.
luôn hả? Ừ, được không? Được thì đi vòng nữa. Kéo lên đi. Để chú kéo lên đứng này. Chích nó nhảy dữ lắm, không có chích nhiều. Để về cao mình đẩy cái nó cho lửa tới chiều rồi vừa. Ừ. Cái tép nó nhỏ. Thôi, vậy qua nhà đi. Qua cái Dũng nhà kéo cái nữa chị lên. Ha. Đây có ít gác hơn nhưng mà nó cũng ít té. Tiếp tục cái chỗ này. Có nhảy hay không? Thì cũng có nhảy. Được thì nhảy nhảy, buồn. Đứng đó nè. Cái gì chị? Xin quá. Đang ra bụng.
không có gì bằng góc dưới ha. Nãy kéo dơ quá giờ vô mấy mấy chị phải bỏ nước cho tép nổi lên vớt nè, nè không tép này dễ lắm, còn sống mà nè, một thùng nữa nè, vô đây quay nè đó. Đó có hai thằng kéo mà bắt ba người hơi lửa dơ quá tại bùng quá không có gì vũ được, có hai người mà đây trời ơi nè, thấy không, thấy không, nhìn tép đã không, mới ngon luôn, bỏ vô miệng luôn ôm không, hồi xưa mấy anh mà lội bắt tôm lóng lóng nhỏ nhỏ mấy ổng lột vỏ cái mấy ổng ầm luôn à, tép như vậy thôi không ngon mà. Cái này hơn ký rồi, như đây nè thấy không, quá chừng rồi nè không, ở đây không sợ thất nghiệp, nhiều trò để bài ra lắm nhỏ nhiều trò, lâu lắm mới kéo lưới lại nha. Đây giới thiệu mấy chị ta. Không có ít cũng có nhiều, không có nhiều thì có chút đỉnh. Củ sen nè. Có ốc đồ ăn nữa. À, chú mình luộc ốc đắng này nha. Lựa nè chị. Lựa ra. Lấy cái thao nhỏ đi chị lon lựa ốc luôn nè. Nam cho mấy cái ghế luôn Nam ơi, ngồi này chết chết có Nam ơi. Cửa này chết á. Sáng không ngồi hơn nửa tiếng một hộ không sao. Ừ mày đúng rồi. Đó là chuyện của mày. Đó, vớt ra nè. Wow. Đấy, bài chuyện cho mấy chị có việc làm. Mày chán trong kia nữa kìa. Đó, như vậy nha. Được mà vui ha. Sói. Chúc mình có làm cúng bánh tráng không? Hả? Ừ, cúng bánh tráng ăn bữa đi ha. Đổ nước ra đây dơ như vậy. À, đã không? À, thấy không? Hai thằng kéo máy nướng quá chừng này không, hai người á nãy không có thời gian không có lựa được đó, vô mấy chị lựa này. Này là 2,6 kg vậy là này cũng được 2 kg đó nha. Nhìn mê không đó, bạn thành phố nhìn này thèm không nè. Vậy ở quê mới có này ép tép tươi này thôi nha, thành phố khó lắm ạ. À. Đem ở dưới tỉnh ta đem lên là cũng không còn tươi nữa đâu. Không còn bơi lội gì nữa đâu. Được. Rồi xong được. Rồi. Mình là nó sống chứ. Nó vớt lên. Rồi, cảm ơn mấy bạn đó. Theo dõi nha. Nếu mà có làm món chút mình quay làm món, còn không thì đó. Mình kết thúc cái clip này ở đây. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn mấy chị nha.